Đó, đây là món dưa xoài và cóc. Hùng đã ngâm 2 ngày trước, ngâm được 2 ngày rồi, hôm nay nó thấm rồi, nên nó lên cho màu vàng ươm rất là đẹp luôn. Đó, ngon. Hi, xin chào các bạn. Hôm nay thì Hùng sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm món dưa xoài nhé. Dưa xoài làm từ xoài sống, xoài non. Đó. Nên nếu các bạn muốn làm món dưa xoài ngon á, thì các bạn nên chọn xoài non như thế này nè. Mà tốt nhất là cái loại xoài chua, xoài cát chua á, thì nó sẽ giòn và ngon hơn. Hôm nay Hùng sẽ làm thử 1 kg dưa xoài. Đó. Khi xoài chúng ta mua về thì nó non như thế này, chúng ta sẽ gọt vỏ sạch. Và sau đó chúng ta sẽ cắt ra từng miếng vuông như thế này nè. Đó, từng miếng vuông như thế này. Chúng ta sẽ ngâm vào nước muối đậm. 1 kg xoài này chúng ta chẻ, chúng ta ngâm khoảng tầm nửa chén muối ok rồi. Ngâm tầm khoảng 1 đến 2 tiếng đồng hồ nhé. Tại vì khi đến mùa á thì xoài non á rất là nhiều. Mà chúng ta để đó thì cũng không biết để làm gì. Để ăn cho nó thì chúng ta làm cái món dưa xoài này nè, dùng để ăn vặt hoặc là làm cái món nhắm á cũng rất là ok. Xoài các bạn làm dưa thì tốt nhất là xoài non, xoài mà cái hộp nó vẫn còn non á. Khi chúng ta chẻ xoài ra thì cái hộp nó non như thế này nè. Đó thì mình làm dưa xoài thì nó sẽ giòn hơn. Khi mà mình chọn xoài già, xoài già mình chọn á thì khi mình làm á nó có sớ thì nó không có cái độ giòn. Nên tốt nhất chúng ta chọn cái loại xoài non á thì nó sẽ ngon hơn. Đó, các bạn bào vỏ vậy hết xong rồi các bạn sẽ chẻ ra. Các bạn gọt sạch vỏ như thế này đi, xong rồi mình sẽ chẻ miếng vừa ăn, xong rồi mình ngâm nước muối. Khi mà cái món này mình làm xong á, mình ngâm khoảng tầm 2 ngày là có thể ăn được rồi. Và các bạn muốn bảo quản lâu á thì các bạn sẽ bỏ vô tủ lạnh, bảo quản nó sẽ được lâu hơn và cái miếng xoài, dưa xoài chúng ta nó sẽ giòn hơn. Xoài này khi chúng ta ăn sống á thì nó rất là chua, mà khi làm dưa xoài ngâm rồi á thì ăn cái miếng xoài rất là giòn và nó không còn cái độ chua nữa. Tại vì một hồi Hùng ngâm muối xong, Hùng sẽ ngâm thêm qua các bước, các công đoạn nữa, nên nó sẽ giảm đi cái độ chua của xoài. Chúng ta gọt xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ chẻ ra từng miếng dưa ăn, xong rồi chúng ta sẽ ngâm muối khoảng 2 đến 3 tiếng thì chúng ta vớt ra nha. Mà các bạn nhớ là ngâm muối hơi đậm nha, nó có cái vị mặn đậm hơn bình thường, chứ đừng có ngâm lỏng thì nó không có giảm bớt được cái độ chua, nó vẫn còn chua. Chúng ta cắt thêm miếng dưa vừa ăn nha, đừng có lớn quá thì khi chúng ta ngâm nó lâu thấm hơn thì nó vẫn còn chua, nó không ngon. Là sau khoảng tầm 2 tiếng á, Hùng ngâm muối, cái phần xoài đã gọt và tách nhỏ đều như thế này á, thì bây giờ gần 2 tiếng rồi thì Hùng sẽ xả qua một thao nước khác, qua khoảng tầm 2-3 nước á, để cho nó hết cái muối. Xong Hùng sẽ chuyển sang một cái thao Hùng ngâm nấu với phèn chua á các bạn. Theo cái phương pháp nhân gian á thì ngâm phèn chua là để cho xài chúng ta sẽ trắng và có cái độ giòn hơn nữa. Nên Hùng xả hết nước muối này xong Hùng sẽ ngâm qua một cái thao phèn chua tầm khoảng 30 phút đến 1 tiếng nữa. Rồi xoài Hùng đã xả, khi vớt nước muối Hùng đã xả lại 2-3 nước rồi. Bây giờ Hùng sẽ bỏ qua một cái thao mới và Hùng bỏ phèn chua vô, Hùng xả lại và ngâm tầm khoảng 30 phút. Hùng sẽ xả lại và Hùng ngâm tầm khoảng 30 phút nữa xong Hùng vớt nó ra. Đây là phèn chua nữa các bạn. Hùng sẽ bỏ vô đây, Hùng ngâm như xả lại, ngâm với phèn chua khoảng 30 phút thôi. Để cho xoài của mình nó có được cái màu đẹp hơn, nó không có bị đen á, dưới nó sẽ giòn hơn. Bây giờ Hùng sẽ quậy cái cục phèn chua ra tan hay lỏng xíu Hùng ngâm nó. Bước tiếp theo thì Hùng cũng xả cái phần xoài nãy giờ đã ngâm với phèn chua ra, xả qua nước lạnh cũng vài lần. Đó, khi mà chúng ta ngâm phèn chua rồi, cái miếng xoài của chúng ta nó cái màu rất là đẹp nha các bạn.
màu rất là đẹp, tươi lên và nó trắng nữa, nó vàng ươm, nó trắng, nó không có bị mũ đen nữa, nó nhét rất là ngon, màu rất là vàng ươm thôi. Nó bây giờ Hùng sẽ đổ nước lạnh vô và xả nó lại vài lần để nó sạch cái phần chua, cũng giống như y chang hồi nãy chúng ta xả nước muối vậy đó. Bây giờ cái miếng xài nó trắng và nó vàng ươm luôn nè, nó giòn. Nó xả được vòng 2-3 nước xong rồi chúng ta vớt nó ra như thế này. Và bước tiếp theo Hùng sẽ cho cái phần xoài này được ngâm với nước vôi trong. Đây là cái thao nước vôi trong, nước vôi ăn chậu á, Hùng quậy ra và Hùng cho nó lắng xuống, Hùng lấy cái phần trong ở trên mặt thôi. Sau khi chúng ta ngâm với nước vôi trong tầm khoảng 30 phút á, thì bây giờ Hùng sẽ cũng xả lại với nước lạnh vài lần và Hùng sẽ bỏ nó vào thao đá để cho nó cứng lại nữa là xong. Đó, Hùng sẽ bỏ qua cái thao này, Hùng xả lại tầm khoảng 2 lần với nước lạnh nữa, xong rồi Hùng sẽ dục vô thao nước đá. Đó, bây giờ Hùng sẽ xả qua 2-3 nước rồi, bây giờ mình bỏ qua thao đá nha. Tại vì thường cái làm dưa xài của mọi người hay làm á, thì chỉ ngâm qua với nước muối xong rồi sau đó có người thì sẽ trụn vào nước sôi và bỏ vô nước đá, có người thì không. Nhưng mà với cái cách này của Hùng á, Hùng sẽ ngâm qua phèn chua để nó có được cái màu đẹp hơn, dưa xoài của mình nó trắng. Và mình tiếp tục ngâm qua một lần với nước vôi trong nữa các bạn, qua ăn chậu á, thì để cho cái dưa xoài của mình nó được cứng và giòn hơn, bảo quản được lâu hơn nữa. Nó là như thế. Bây giờ Hùng sẽ bỏ qua cái thao đá khi Hùng đã xả qua 2-3 nước rồi. Đó. Mình bỏ vô thao đá cho nó cứng lên, nó giòn lên. Nó là xong. Cái đá mình đặt những đèn ngâm, mình ngâm là phải gần tan hết nước đá khoảng tầm 30 phút nữa là ok. Xong mình vớt ra ráo, cho dưa xài ráo hết và mình sẽ bỏ vô một cái nồi nước giấm đường. Bây giờ bước tiếp theo Hùng sẽ nấu một nồi nước giấm đường và Hùng để nguội nha. Bây giờ chúng ta sẽ nấu một cái nồi nước gồm có nước, đường, giấm và tí muối. Với một ký xoài như thế thì chúng ta tầm khoảng 800ml nước, khoảng nửa chén giấm nè. Và với cái tỷ lệ của Hùng thì tầm khoảng 400g đến nửa ký đường nữa là ok. Đó, chúng ta sẽ nấu sao cho nó sánh cái đường lại. Đây là một cái nồi nước để chúng ta ngâm. Nồi nước này thì trong đây nó gồm có giấm, đường, muối và nước lọc. Đó, với một ký xoài như thế thì chúng ta tầm khoảng 800ml nước pha với một chén giấm nè, và khoảng 400g đến 500g đường, và thêm khoảng một muỗng canh muối nữa. Chúng ta nấu cho nó sôi lên và sánh lại. Nấu sôi lên cho nó kẹo và sánh lại thì chúng ta để nguội và chúng ta sẽ lấy cái phần xoài mà ngâm đá còn hồi chúng ta vớt ra cho nó ráo nước xong chúng ta sẽ ngâm đó. Ngâm nước đá tầm khoảng hơn nửa tiếng thì nước đá nó tan hết rồi. Bây giờ Hùng sẽ vớt xoài ra để qua cái rổ cho nó ráo. Hùng qua ké thì mấy trái cóc thôi nè. Rồi Hùng bỏ vô Hùng ngâm chung luôn. Mình bỏ ra cái rổ cho nó ráo hết nước, nó khô bớt á. Một hồi mình sẽ bỏ vô cái keo hoặc cái hũ gì đó, rồi mình chế cái nước giấm mà mình mới vừa nấu xong mình để nguội á. Và mình ngâm. Nó các bạn thấy cái màu xoài rất là ngon ha. Bây giờ nó đã cứng cái miếng xoài, nó giòn miếng xoài luôn rồi. Rất là ngon. Khi mà các bạn làm đầy đủ trình tự những cái bước mình làm như vậy á, thì khi mà cái miếng dưa xoài này ăn vô nè, nó rất là giòn và mình bảo quản được lâu nữa, mà cái màu xoài nó rất là ngon, nó không có bị yểu hay là nó như những cái cách làm thông thường á. Mình chịu cực một xíu nhưng mà nó sẽ ngon hơn. Đó, bây giờ cái phần xoài chúng ta vớt đá ra thì để ra rổ thì nó cũng đã ráo rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lấy và bỏ vô cái hũ để chúng ta chế cái nước giấm vô, nước giấm cũng nguội rồi, chúng ta bỏ vô để chúng ta ngâm nha. Còn
có bỏ kèm theo mấy trái cọc nữa. Ok, nếu chúng ta muốn ăn cay thì chúng ta bỏ thêm ớt tươi hoặc là ớt bột nữa thì nó có vị the the ngon hơn. Thì Hùng sẽ đổ nước giấm nha các bạn. Ở cái phần nước giấm và nước đường á, nãy Hùng đã nấu nó kẹo Hùng để nguội đó, giờ Hùng sẽ đổ nó vô. À, Hùng sẽ trộn đều lại rồi. Để xuống. Nếu muốn cay muốn ngon hơn thì để Hùng bỏ thêm một xíu ớt bột nữa. Sẽ trộn đều lại rồi, cho nó có the the là nó sẽ ngon hơn. Rồi cái này thì các bạn ngâm tầm khoảng 2 ngày thì nó thấm thì có thể ăn dần được rồi. Và muốn ngon hơn, để lâu hơn thì chúng ta bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh nhé. Xong đến đây món dưa xoài của Hùng cũng đã thực hiện xong rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video nhé. Bye bye.